Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì lúc nãy là mình cũng vừa mới xin phép anh Tiến, anh Nguyễn Tiến. Đó, là để khám phá túi của anh Nguyễn Tiến xem là có gì nha mọi người nhá. Đây, đầu tiên, đây, cho mọi người nhìn gần, zoom gần, thấy chưa? Mọi người có nhận ra chiếc túi này là chiếc túi của ai chưa? Vâng, đó là chiếc túi của anh thuyền trưởng. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Mở. Đây là lần đầu tiên mà mình khám phá túi của anh Tiến nha. Ây xời, đập vào mắt mình. Thuốc gì anh Đông? Đau lưng. Đây là thuốc đau lưng nha mọi người nha. Đau khớp. Phải không nhỉ? Chắc là vậy đấy. Đó. Tiếp theo là hai con điện thoại. Ui xời. Đẳng cấp chưa? Đẳng cấp chưa? Gì nữa đây? Ui giời ơi. Sao lại phải cần cái này hả anh? Tại sao lại phải cần cái này hả mọi người? Berberine. Đây là một chiếc Berberine xinh xắn và đẹp gái nha. Đây là con người của bệnh tật thế nào mà sao lắm thuốc thế. Ui, cái này là cái gì? Thử xem nào. Ui, cái này là làm gôm chải râu chải đầu à? Gôm chải tóc. À, gôm chải tóc. Đây là gôm chải tóc nha, nhưng mà dùng thế nào? Anh điệu lắm. Anh điệu lắm, cứ không hiểu lắm. Mọi người ạ. Ai sao? Anh thử quen xem. Điệu lắm. Ấn không cái này. Ấn đây. Anh cứ lấy tay anh ấn xuống. Ui dồi ôi, nó phó. Nó bị méo. Vâng, đây là gôm mọi người nha. Gôm. Đó, điệu lắm, điệu lắm. Mình vẫn kết loại lọ thuốc Berberine này. Berberine, đây là lọ thuốc Berberine mà anh tôi luôn luôn mang theo người. Mang theo người là cái này là do này đường ruột kém, nên là lúc nào phải thủ sẵn ở trong túi. Mỗi lần là uống là 7 viên. Cái này là phải uống 7 viên. 7 viên. Ui, căng phết là mọi người ạ. Đây là một kinh nghiệm sinh tồn của anh tôi nha mọi người nhá. Đi đâu là phải mang theo Berberine. Đó, bí quyết để dạ dày luôn khỏe mạnh. Đây, em sao lắm thuốc thế? Xe sủi đúng không? Thôi không phải bóc ra, đây là xe sủi. Con người của vitamin. Đó, tiếp đến. Ui trời ơi. Ê, mọi người biết gì không? Kem chống nắng. Bảo sao dạo này anh tôi lên đây là rất là trắng, da rẻ hồng hào mà mặt mịn thướn luôn anh ạ. Đúng rồi. Tóc tai gọn gàng mà mặt mịn thướn luôn. Điệu lắm. Điệu lắm. Mật điệu lắm. Anh tôi. Livoa đây kìa. Ai xả? À đây. Đấy. Này là túi này như kiểu là túi bảo bối, thơm lắm, thơm lắm. Thơm mùi nước hoa này. Nước hoa Edo đấy. Blue sui nha mọi người nhá. Thơm. Đi đâu là cũng phải thơm tho này, thuốc thang đầy đủ này. Xỉn tí, tối nữa phải tắm. Vâng, đấy là phương châm của anh tôi, đi là phải bụng này, thơm này, mặt này. Ôi dồi ôi. Cái gì đây? Đấy, đau đầu. À, đau đầu cái này là hướng dẫn sử dụng. Hello, hello. Đây, chủ nhân của ngôi nhà. Chủ nhân của ngôi nhà đây. Kệ chủ nhân đi. Đây là một chiếc đồng hồ nha. Đồng hồ long jean cho mọi người nha. Đó. Vâng, bây giờ mình sẽ đi tìm. Sao tự dưng cái tay của nó hiện lên ở đầu rồi. Dạ vâng, đây. Đây, mọi người vào đây để xem là ui, bật lửa luôn nha mọi người nha. Đây là bật lửa xịn sò, tên là gì nhỉ? Cái này anh em Zippo. Đó, đương nhiên là không thể thiếu là một chiếc máy quay nha mọi người nha. Đó. Vũ khí đầy đủ nha. Đây là xà đa năng. Xịn sò. Đấy, xài. Đấy, ui dồi, vẫn còn một cái này nữa. Trước tiên review những thứ khác thì em sẽ review cái này. Tiền cơm. Đây là một bộ dụng cụ cắt máy. Thì ăn cơm, đây là những người chuyên đi ăn vụng là sẽ có nhá. Ăn vụng hay là ăn ké đúng không, là sẽ có những thứ như thế này em yêu nhá. À, mọi người nha. Thì dĩa này, thìa này, mở rượu vang này. Ui sao cái này đa chức năng thế. Dao này, nhưng mà lại có cả cắt móng chân. Tích hợp à? Có hết, đầy đủ hết. Đây là tích hợp móng chân móng tay à? À đây rồi anh Tiến ơi, anh Tiến. Em đang khám phá túi em. Anh đang giới thiệu qua cái bộ này không? Đang ngại. Nào. Vừa vào bếp ra cái là đây. Cho em xem cái túi, cái vừa gần đầu ra đã xong hết rồi. Đây. Nào anh, em thấy nó trông. Cái này là để đi vào bản thỉnh thoảng là múc phun này, đấy. Bia thì mở bia này, đấy. Dĩa ăn thịt gà, thịt kiếp này. Gì ạ? Ăn trong miệng. Đây là xỉa răng đúng không? Ui, xỉa răng. Tăm đấy. Tăm không? Tăm này. Tăm đấy. Tăm đấy. Đấy, cào ra. Đấy, xỉa răng. Nào đi về. Xỉa răng. Bật tất rồi. Nhưng mà cái này rất là không cái quả loại. Ui, cái này đâu mà ăn uống mà không có cái này mà lạ bụng cái là chết dở ngay. 7 viên, anh bảo muốn phát là phải 7 viên anh ạ. Đúng không? 20 viên. 20 viên nó mới đỡ được. Thế còn một tuần không đi được. Tên gì? À đây, thôi được rồi. Tiếp theo một câu chuyện nữa là xịt mồm à? Anh. Hôi mồm viêm họng. À, viêm họng à? Thì bạn hôi mồm thì bạn đã xịt hôi mồm với viêm họng. Nào quay thì nói cho nó oai đi. Thế rồi tóm lại là cái này là viêm họng. Đâu, cái này là xịt đấy, xịt tê đau chân này, xịt phát. Điêu. Thật điêu. Đấy, đau luôn. Đây đau chân đây này. Đấy là lái xe đường dài thì là bị đau lưng là bôi vào. Thế đây phải sát tóc không anh? Sát đấy. Sát với tóc. Đấy, à đây vẫn còn. Đây. Anh tôi sẽ ngồi trang sau khi mà anh tôi đang trang điểm, anh tôi sẽ tiếp tục. Nhìn cái này có phải sắp tóc đâu, nhìn như lăn nách ấy. Sắp tóc à? Lần đầu tiên mới nhìn thấy luôn đấy. Ui giời, xịn sò lắm. Không. Thôi vào tí đi ngủ. Mình để thế cho nó. Đây, trong thời gian mà đợi cái này thiết kế nó lại phải chọc như thế à? Thô lỗ quá, thô lỗ quá. Đây, khi mà anh tôi trang điểm thì tôi sẽ mở cái này ra để tôi xem khám phá. Thì bên trong là gồm có rất nhiều tiền. Ui. Ô, không biết tiền này tiêu được không nhỉ anh Đông nhỉ? Hả? Em chưa thử bao giờ luôn đấy. Xem nó cũng tiêu được không? Mình phải đếm nhá. Đây là khám phá túi mà đúng không? Thì mình phải đếm xem là anh tôi có bao nhiêu tiền nhá. Ai sao nhiều quá đấy. Chỗ này mà ăn binh chi linh. Binh chi linh 50 55.000. 56.000. Rất là giàu có nha. Chỗ này thì đi ăn binh chi linh. Anh có biết binh chi linh không? Không biết à, anh có biết binh chi linh không? Kem. Ôi giời, đúng là con người của tầm quốc tế. Anh biết binh chi linh cái gì ạ? Binh chi linh đó, bên trong đó là ui, ui. Đây là một chiếc thẻ đen quyền lực nha. Đấy, không có thể bật mí đâu cho các bạn nha. Thẻ ra vào đấy, thẻ ra vào. Đây là thẻ vàng nhá. Ôi giời. Và trong này có dăm 3 chiếc thẻ nữa thì là ủi bằng lái xe. Bằng lái xe. À giật mình. À đây, anh tôi đây. Dạ vâng. Đây là thẻ đi đường, thẻ Việt Kiều. Thẻ lái xe, bằng chứng minh thư. Đó. Vậy là cái ví này là không có tiền đô. Lần sau đi đường mà phải cầm tiền đô nhá. Giấu ở trong luôn. Hay giấu lắm. Nghĩ giời, anh biết ngay. Ui. Kim cương à? Không. Đây, nhân vật là chính của chiếc bóp đang ngồi đây thì tại sao lại có một cái túi hả anh? Ây giời, đôi đây, anh là anh ơi biết mà. Hai đô. Được 2 đô. Được rồi đấy, 2 đô được rồi đấy. Được 2 cái kem rồi còn gì nữa. 2 cái kim chỉ được 2 đô. Đây, và trong này vẫn còn vài đồng tiền lẻ nữa nha. Đó, anh thấy chưa? Đủ tiền đi ăn binh chi linh rồi. Vâng, đi ăn binh chi linh. Đây mọi người nha. Ở trong này thì đây là đồ dùng và dụng cụ của anh tôi. Đó, trong này là đầy đủ son, xịt thối mồm. Xịt thơm mồm. Xịt thơm mồm, lăn nách. Đâu, gồm nước hoa, thuốc đi ỉa. Để gọi là lịch sử thuốc đau bụng. Thuốc đau bụng. Thìa ăn phun, bật lửa, máy quay, thuốc xê sủi, vitamin, kem chống nắng. Đây đau đầu. Đây, hướng dẫn sử dụng, điện thoại, sạc dự phòng. 1, 2, 3, 4, 5, 9. À đúng rồi, đây. Ui lại còn sạc nữa, rồi lại còn thuốc nữa. 16 món. Nào, bây giờ thì mình sẽ tổng xem là trong cái túi của anh mình sẽ tổng là sẽ có bao nhiêu món đồ đây. 17 món. Cả tiền xung luôn nhé. Này, lại còn có cả sạc gọi là dự phòng luôn. Nhỡ đang ăn thì béo lên đột ngột ạ. Đột ngột. Đó, và đây là tiền xu nha. Đấy. Như tạp hóa này. Đây, đây là đồ đạc của anh mình nhá. Như cái túi của Doraemon ấy. Quá nhiều, thực sự luôn ý. Thực sự quá nhiều luôn ý. Đó đó. Đây, đồng hồ này. Em thấy nó quá đầy đủ. Cái dây này kiểu dây của tôi, bạn cứ trộn. Giống lắm. Bạn trộn bạn cắp vào đây chắc chắn. Sao cái dây lại nhẹ của mình đấy. Không phải đâu. Bạn quay thì cứ trộn cắp. Bạn nguy lắm. Nhưng mà hình như phải anh ạ, bởi vì cái này nó đi theo cái cục này, cái nem dây này. Em mượn lắm, mượn nhưng mà quên không trả. Giống mượn làm chứ quên không trả thế nào. Dây giống người tôi. Giời ơi. Nhìn kỹ lại đi anh ạ, em thấy anh Tiến có vẻ đồng ý với vấn đề đấy. Đâu, cái sạc này làm sao rồi, sạc chân khác này này. Chân Samsung đúng không? Thực ra là vợ mình bỏ ra để sắp xếp lại đồ đạc của anh Tiến cho nó đỡ bừa thôi vì. Đây được rồi. Bây giờ mọi người đã nhìn thấy đồ đạc của anh Bình rồi. Thì là bác luôn. Điều. Tối mùng 8 này. Ê, cái xịt tí tối nữa phải tắm này. Xịt tí tối nữa tắm này. Tối nữa phải tắm. Rồi, cất vào đây, không mất bây giờ. Đây. Để ra ngoài này bao nhiêu người đấy, cứ ngồi trông từ mấy đến giờ đấy. Đấy, mọi người nhìn chơi tổng, đếm lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. 18. 18 món đồ. 18 món đồ trong túi sách. Quá là đẳng cấp. Quá là đầy đủ. Đi đâu phải như thế. Đi đâu là phải cẩn thận như thế. Quá là cẩn thận. Thực sự đấy. Đấy. Sắp xếp là đàng hoàng nha. Anh thấy thiếu cái gì không? Nếu như mà là một người đàn ông thì theo phương châm của anh cảm thấy là đang thiếu thứ gì trong cái túi này nào? Nếu đi xa này thiếu kem đánh răng. Đúng không? Gì nữa? Bạn thiếu kem đánh răng, thiếu khăn mặt. Đúng. Là sáng nay là thích ngủ dậy là tìm đi mua. À đây đi. Đấy, đây là mười mấy à? Vừa mười mấy? 18, 18, 19, 19. 20. Không lạ đâu. Quá đẳng cấp. Nhưng mà cái túi bé như này mà đựng được hết luôn đi. Quá đẳng cấp luôn. Túi này có đồng của gọi là của Doraemon. Cứng lên, cứng lên rồi. Cái này nó bị hỏng chốt đúng không? Không có cái thiết kế nào mà nó lại có thể thủng ở đây vào được cả. Đấy. Nếu mà đây, nó ra này. Đó. Phải không? Thế uống luôn đi, chứ đưa cho anh Tiến uống luôn đi, anh Đông vừa đấy. Anh Đông hôm nay nấu ăn anh ạ, anh có muốn uống không? Không để trả lời rồi. Hôm nay anh Đông nấu món ốc chuối đậu, anh có muốn uống? Uống trước khi ăn. Anh uống trước khi ăn nhá. Nếu mà bụng bạn kém thì đúng là nên uống trước khi ăn đi. Vì con ốc nó lạnh, bản chất là con ốc là nó có máu lạnh. Nếu mà bạn cũng kém là bạn phải uống mấy viên chứ đi bạn nha. Ô thế bỏ bảo. Thế để cái nọ thuốc đau bụng ở trên đi. Đây thế thì anh cho luôn vào xong. Anh đổ luôn, anh đổ luôn vào đấy anh ạ. Cho luôn vào xong. Xào dã ra để xào với ốc luôn. Cho nó chắc. Rất là đầy đủ và tất cả. Thôi, Linh có quần đỏ đẹp chưa? Đó. Cái này em cất cái này lên đây nhá. Uống. Nữa. Rồi. Nó thử cái quay lại đâu. Cái này em á, cái này của em á. Xem có phải dùng dưa. Cái cảm gì vậy? Cái chi hầy. Túi ấy quá đẳng cấp đấy. Sắc. Đây. Thật. Đây, cái tay. Đây, người ta cả tay này mới đẹp này. Để ăn thật. Thế quá đấy. Này cái đồng hồ này, Nguyễn Tiến này. Tiến đi. Ngồi đứng ngoài trời ấy. Nhưng mà khi bàn rạo lên múa đây có gì? Hồn này phải đeo tay này mới đẹp. Mấy hợp đúng, em thì thấy nó mới vừa đúng không? Tay mình đều đấy dục này. Chứ vậy thì ấy nó đen nó đẹp biết giờ thôi, đi làm nông nghiệp cầm cuốc thì khó chịu lắm. Vâng, nó nặng không được. Nó nặng. Không làm được. Khi nào đi thành phố thôi. Khi nào mà đi thành phố thì đi đeo thôi. Đấy, cặp anh Tiến đây, con vô này, kiểu vô luôn đây. Đây. Cặp anh Tiến đây. Đây à? Kính đã đâu anh? Kính của mình. À. Em lại tưởng là mua cả kính nữa. Túi này đựng vừa cả máy quay, đựng vừa cả hộ chiếu, đựng vừa cả đầy đủ mọi thứ anh Linh ạ. Anh Linh cũng phải tậu một chiếc Linh ạ. Rất là hợp lý luôn đấy. Cái này mang cái gì? Kết thúc video unbox gọi là chiếc túi huyền thoại của Tiến Tuyên Chùa. Các bạn này, thấy đứng sau ống kính này cứ đứng nhỏ bốc ăn có hộp nho này, hết rồi quay đi lại hết rồi. Đấy. Từ chỗ về mới hết rồi. Cứ vào sau bụng yếu. Bạn đã thấy gì ăn, bạn từ từ đi. Để dành với. Ngon quá. Ngon quá. mày thích có ảnh con nào review, túi nào review, ai quay gì nữa, ai quay gì kệ, mình đứng sau mình ăn đã, đứng sau kính là ăn không? Rồi, ok, chào các bạn nhé. Chào các bạn.